MU nhận tin vui trước đại chiến Bayern Munich. MU tính việc sa thải huấn luyện viên Erik ten Hag. Jurgen Klopp phá vỡ kỷ lục của Sir Alex Ferguson. MU nhận tin vui trước đại chiến Bayern Munich. Ten Hag bị thay thế bởi cựu huấn luyện viên Tây Ban Nha và Real Madrid. David De Gea tuyên bố sẵn sàng trở lại thi đấu. Chia tay MU, Casemiro có ngày biến đổi như mơ. Ten Hag bị thay thế bởi cựu huấn luyện viên Tây Ban Nha và Real Madrid. Trong một động thái mới nhất, Julen Lopetegui được cho là rất phù hợp để trở thành huấn luyện viên trưởng tiếp theo của Manchester United. Manchester United đã bị loại khỏi Champions League sau khi chịu thất bại 0-1 trước Bayern Munich ngay tại Old Trafford, khiến họ đứng cuối bảng A. Đây là trận thua thứ 12 của Quỷ Đỏ trên mọi đấu trường mùa này, với 7 trong số đó đến tại Premier League, bao gồm cả trận thua 0-3 trên sân nhà trước Bournemouth cuối tuần trước. MU được cho là không có bất cứ kế hoạch ngay lập tức nào để sa thải Ten Hag và nhà cầm quân Hà Lan dự kiến sẽ giữ nguyên vị trí cho đến khi Sir Jim Ratcliffe trở thành cổ đông thiểu số của câu lạc bộ. Tuy nhiên, tương lai lâu dài của Ten Hag vẫn chưa được đảm bảo khi Manchester United được cho là sẽ có sự thay đổi trong nửa sau mùa giải nếu phong độ không ổn định của đội tiếp tục. Theo tiết lộ của Relevo, Zinedine Zidane và Graham Potter đang được liên hệ chặt chẽ với vai trò thuyền trưởng tại Old Trafford. Nhưng Julen Lopetegui hiện đang ở vị trí thuận lợi để trở thành huấn luyện viên trưởng tiếp theo của đội. Nguồn tin trên cho biết Lopetegui đã từ chối một lời đề nghị lớn từ Ả Rập Xê Út vào tháng trước vì ông muốn có một vị trí huấn luyện khác ở Anh, và Nottingham Forest cũng đã liên hệ với nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Dẫu vậy, nhà cầm quân 57 tuổi được cho là coi Manchester United như bến đỗ hoàn hảo đối với ông. Mặt khác, các thành viên cấp cao trong hội đồng quản trị của MU đều ngưỡng mộ thành tích của Lopetegui ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Anh. Lopetegui dẫn dắt Porto từ năm 2014 đến năm 2016 trước khi tiếp quản đội tuyển Tây Ban Nha cho đến năm 2018. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Real Madrid. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ thắng được 6 trong số 14 trận đấu dẫn dắt Los Blancos trước khi bị sa thải vào tháng 10 năm 2018. Nhưng ông đã xây dựng lại danh tiếng của mình với câu lạc bộ Sevilla với thành tích 90 trận thắng, 44 trận hòa và 36 trận thua. Các vấn đề bên ngoài sân cỏ liên quan đến tài chính được cho là đã khiến Lopetegui, người dẫn dắt Wolves cán đích ở vị trí thứ 13 ở mùa giải năm ngoái, rời khỏi câu lạc bộ nước Anh khi mùa giải mới chỉ bắt đầu. Kinh nghiệm của Lopetegui tại Premier League và kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh được cho là đã đưa ông vượt lên trên Zinedine Zidane khi xét đến thứ tự sắp xếp các mục tiêu quản lý trong câu lạc bộ. Ten Hag một lần nữa sẽ chịu áp lực phải mang lại một kết quả khả quan khi Manchester United tiếp tục chiến dịch Premier League trên sân khách gặp Liverpool vào cuối tuần này. Thủ thành David De Gea tuyên bố sẵn sàng trở lại thi đấu. Huyền thoại đang thất nghiệp của Manchester United David De Gea đưa ra gợi ý quan trọng rằng anh đã sẵn sàng trở lại thi đấu bóng đá trong bối cảnh thủ môn người Tây Ban Nha này được liên kết với việc gia nhập Newcastle dưới dạng chuyển nhượng tự do. Sau khi chia tay Manchester United vì hết hạn hợp đồng vào mùa hè vừa qua, thủ môn 33 tuổi người Tây Ban Nha David De Gea vẫn chưa tìm được câu lạc bộ mới. Đây là điều đáng ngạc nhiên khi mùa trước David De Gea giành giải găng tay vàng dành cho thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất tại Premier League. Bây giờ David De Gea đã đưa ra gợi ý quan trọng rằng anh đã sẵn sàng gia nhập một câu lạc bộ và trở lại với bóng đá. Trước đó, David De Gea được cho là đã từ chối một số lời đề nghị từ các câu lạc bộ khác, bao gồm các câu lạc bộ thuộc Saudi Pro League của Ả Rập Xê Út. Newcastle là câu lạc bộ mới nhất được liên kết với thủ môn 33 tuổi người Tây Ban Nha sau khi thủ môn Nick Pope của họ dính chấn thương ngoài. Giữa những mối liên kết với những chú chim chích chòe, David De Gea tiết lộ rằng anh tiếp tục tập luyện khi tìm kiếm một câu lạc bộ mới. David De Gea vừa chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh anh mang giày đá bóng đứng trên sân cỏ, còn đôi găng tay thủ môn ở dưới chân anh. Bên cạnh bức ảnh, David De Gea còn đính kèm dòng chữ làm việc và làm việc. Nhiều người cho rằng đó là lời tuyên bố trở lại thi đấu của David De Gea giữa lúc thị trường chuyển nhượng mùa đông và đầu năm tới chỉ còn 2 tuần nữa là mở cửa trở lại. David De Gea cũng được cho là mục tiêu tiềm năng của Barcelona trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, Changing Park vẫn là điểm đến khả dĩ nhất của David De Gea nếu anh trở lại Premier League khi David De Gea được cho là cởi mở với ý tưởng này. Newcastle có thể không có sự phục vụ của thủ môn số 1 Nick Pope trong phần còn lại của mùa giải sau khi Nick Pope chấn thương trong trận đấu gặp Manchester United hồi đầu tháng này. Martin Dubravka kể từ đó đã thay thế Nick Pope, nhưng anh vừa để thủng lưới 4 bàn trong trận thua Tottenham 1-4 ở vòng 16 Premier League. Cựu tiền vệ đội tuyển Anh Jamie Redknapp nằm trong số những người thúc giục huấn luyện viên Eddie Howe của Newcastle chiêu mộ David De Gea theo dạng chuyển nhượng tự do. Nỗi lo về vị trí thủ môn của huấn luyện viên Eddie Howe có thể trở nên tồi tệ hơn trong tuần này sau khi có thông tin cho rằng Dubravka cũng không thể cùng Newcastle tham dự trận đấu cuối cùng tại vòng bảng Champions League với AC Milan. Nếu thủ môn người Slovakia không thể có mặt, Loris Karius sẽ có trận ra sân thứ hai cho Newcastle. Cựu thủ môn của Liverpool Loris Karius đã không thi đấu tại Champions League kể từ trận thua của Liverpool trước Real Madrid ở chung kết năm 2018. Đó là trận đấu mà thủ môn người Đức này mắc sai lầm nghiêm trọng trong việc quẳng bóng thẳng vào chân của Karim Benzema khiến Liverpool chịu bàn thua đọng. Chia tay MU, Casemiro có ngày biến đổi như mơ. Ban lãnh đạo PSG được cho là đang quan tâm tới tiền vệ Casemiro của Manchester United. Casemiro đã dẫn dắt tập thể này hướng đến chức vô địch. Tuy nhiên, Manchester United có thể chỉ đồng ý nhả người nếu tìm được một phương án thay thế phù hợp.
Hiện tại, huấn luyện viên Erik ten Hag đang đau đầu với tình hình tuyến giữa khi những nhân sự hiện tại chưa thể đáp ứng được kỳ vọng. Theo Sportzone, PSG đang quan tâm tới tiền vệ Casemiro của MU. Tiền vệ người Brazil dù đang đối mặt với tương lai bất định tại Manchester United, nhưng vẫn là mục tiêu săn đuổi của rất nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu. PSG sau sự ra đi của Fabian Ruiz cần một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp vào lúc này để khỏa lấp, dù mới chiêu mộ Manuel Ugarte cũng sở hữu một Warren Jarre tài năng, nhưng Le Parisien vẫn cần một cầu thủ kinh nghiệm thay vì tin tưởng quá nhiều vào sức trẻ của các cầu thủ. Yếu tố phong độ dù vẫn là điều mà nhiều người nghi ngờ, Casemiro đã bước sang tuổi 31 và cho thấy sự suy giảm đáng kể chỉ sau một năm thi đấu tại Manchester United. Dù vậy, không có ai có thể nghi ngờ được nếu như tìm lại phong độ, cầu thủ người Brazil sẽ là một ông chủ tuyến giữa thực thụ. Hơn hết, Casemiro cũng là một cầu thủ có gen DNA Champions League khi từng cùng Real Madrid nâng cao danh hiệu này. CR7 cũng là danh hiệu mà PSG thèm khát, họ đã chi không ít tiền cho dự án đó, thậm chí dù đã từng chiêu mộ cả Sergio Ramos, nhưng Le Parisien về cơ bản vẫn thất bại trong việc tìm kiếm chiếc đĩa bảng danh giá. Thế nhưng để chiêu mộ Casemiro, PSG được cho là sẽ phải cạnh tranh gắt gao với những đội bóng lớn khác cũng theo đuổi gồm Bayern Munich và các đội bóng Ả Rập. Trong thương vụ này, tiền cũng đóng một vai trò quan trọng, song tiền vệ người Brazil sẽ đưa ra lựa chọn nếu như đội bóng đó thực sự là có tham vọng. Hiện tại, PSG đang chiến đấu cho một tấm vé đi tiếp tại Cúp C1. Trong khi đó, MU đã bị loại nên Casemiro hoàn toàn sáng cửa đến Paris ngay trong mùa đông tới đây.